Chồng Thu Phương vén màn sự thật đằng sau quyết định hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha được trả hộ chiếu. Vào ngày 7 tháng 8, tờ Antima Hora của Tây Ban Nha đã chia sẻ thông tin về việc tòa án nước này ra quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt bị bắt vì cáo buộc xâm hại thiếu nữ 17 tuổi người Anh. Bài báo đề cập đến việc sau gần một tháng rưỡi xảy ra ồn ào, họ đã có thể trở về Việt Nam. Trước thông tin nóng hổi này, Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, lập tức có bài đăng phân tích cặn kẽ về lý do đằng sau việc hai nghệ sĩ trên được trả lại hộ chiếu và có thể sớm về nước hơn dự tính. Anh biết, truyền thông Tây Ban Nha ngày 7 tháng 8 đã đưa tin hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc tội cô gái người Anh 17 tuổi đã được thẩm phán trả lại hộ chiếu. Hai diễn biến khi được thẩm phán trả hộ chiếu. 1. Bằng chứng không đủ thuyết phục sau 45 ngày điều tra. 2. Biện sư đã thuyết phục được thẩm phán cho phép về nước, cam kết hoặc đảm bảo sẽ trở lại Tây Ban Nha hầu tòa. Khi thẩm phán chấp nhận trả hộ chiếu thì đa số vì bằng chứng không đủ sức thuyết phục, cơ hội tráng án rất cao đối với bị cáo. Nếu được tráng án thì phía bị cáo được toàn quyền thưa lại phía cáo buộc tội phỉ báng và thiệt hại đến thanh danh, sự nghiệp. Theo nhận định cá nhân tôi thì đây là một bước thành công lớn cho hai nghệ sĩ nhờ vào sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo đó, Dũng Taylor cho rằng đây là tin vui đối với hai nghệ sĩ vì một khi được trả lại hộ chiếu và trở về nước sớm thì khả năng tráng án của họ là rất cao. Anh cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Ngoại giao và gia đình trong việc hỗ trợ cho hai nghệ sĩ suốt quá trình từ khi bị bắt đến hiện tại. Trước đó, chồng Thu Phương nhiều lần nêu quan điểm trung lập về vụ việc và hiến kế giúp hai nghệ sĩ thoát tội. Thậm chí, khi nhiều người cho rằng người nhà của hai nghệ sĩ nên nhờ sự tư vấn của anh, Dũng Taylor không ngần ngại mở lời, nếu họ cần tôi sẵn sàng lên đường sang Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được rằng liệu hai nghệ sĩ Việt có thể bình an vô sự sau sự cố nghiêm trọng hay không, nhưng một điều có thể khẳng định là hình ảnh của họ trong mắt khán giả đã xấu đi rất nhiều. Dân tình đang rất trông đợi vào kết quả cuối cùng để đưa ra án phạt cuối cùng dành cho họ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đăng ký kênh để nhận tin mới nhất từ Top Hot Channel.